à chào các bạn hiện nay thì đã đang vào tháng 7 rồi như vậy thì à, chúng ta sẽ à, được xem một cái loài cây và cái loài cây này gắn liền với một, một cái sự tích của Đức Phật Thích Ca à, Đó là là cây đó là cây tha la à, Vậy thì các bạn thấy trên màn hình đó là cái trái của cây tha la à, và các bạn thấy đó nó rất là nhiều trái mỗi trái như thế này thì nó sẽ có khoảng từ 200 đến 300 hạt và trái này nó có ngoài cái việc mà làm cảnh rất là đẹp các bạn thì nó còn cái giá trị rất là cao về mặt y học về cái trái của cây tha la này thì có thể uh, có những công dụng và công dụng đó là uh, kháng khuẩn kháng nấm kháng sinh rất là cao và người ta thường sử dụng để giảm đau uh, và các nước trên thế giới cũng đã sử dụng cái trái này và đặc biệt là bên Mỹ thì người ta thường sử dụng uh, cái trái tha la này cho việc là phòng và chống bệnh sốt rét. Như các bạn thấy thì à, mỗi một cây như thế này à, có khoảng từ 3 đến 500 trái nếu như nó mọc à, à, đầy đủ các bạn. Và các bạn thấy rằng là cái hình dáng của trái này á, thuật nhìn thì giống như là à, trái dừa, dừa. và à, các bạn thấy đó nó mọc thành thành từng chùm. Và theo cái sự tích thì Đức Phật Thích Ca được sinh ra à, ở dưới gốc cây tha la. Và ở đây thì các bạn thấy đó à, một cái hoa rất là đẹp đó là cái hoa tha la vậy vậy thì cái hoa tha la này thì mọc thành từng chùm giống như hoa phượng và tuy nhiên là cánh nó to hơn và nếu chúng ta đến gần thì chúng ta sẽ thấy được cái mùi thơm nó tỏa ra từ cái hoa tha la này và khi mà chúng ta có thể ngửi được mùi hương nó thì những cái cảm giác muộn phiền hoặc là cảm giác lo âu nó sẽ tan biến đi